Kính thưa quý vị và các bạn, cuộc sống là một cuộc hành trình riêng. Mỗi người phải tự bước đi trên con đường của chính mình. Phật đã dạy, không ai có thể sống hộ ai được. Và đừng bao giờ quá lo lắng về ý kiến của người khác về mình. Điều quan trọng là ta phải biết giữ vững bản thân trước mọi thử thách và biến động của cuộc đời. Đôi khi chúng ta bị mê hoặc bởi những lời nói vô tâm từ miệng đời, nhưng chẳng có ai thật lòng với ta cả. Miệng của người khác có thể nói bất cứ điều gì, nhưng liệu tai của ta có lắng nghe hay không là do ta quyết định. Chúng ta không thể kiểm soát những gì người khác nói, nhưng chúng ta có thể kiểm soát cách ta phản ứng. Hãy sống một cuộc đời đúng nghĩa, không để bản thân bị thâu tóm bởi ý kiến của người khác. Hãy tự tin đi trên con đường mà mình đã chọn, và hãy tin rằng chỉ có mình mới có khả năng điều khiển cuộc sống của chính mình. Cuộc đời này quá ngắn ngủi để sống vì miệng đời. Hãy sống cho chính bản thân mình và để lại dấu ấn đích thực trong lòng của người khác. Trong cuộc đời này không ai thích nghe những lời cay đắng, nhưng những từ ngữ châm chọc, những chỉ trích không xứng đáng, chẳng ai muốn phải đối mặt với chúng. Nhưng giữa những cơn mưa đầy gian truân, xin hãy nhớ rằng không ai có thể sống thay cho bạn được. Chính bạn mới là người phải đối mặt với những quyết định, những hành động trong cuộc đời này. Chẳng ai có thể mang trên vai ta những gánh nặng của mình, cũng chẳng có ai có thể đứng lên thay ta khi ta gục ngã. Mỗi bước đi, mỗi lựa chọn đều là trách nhiệm của chính ta. Xin hãy nhớ rằng quyền lực chủ đạo cuộc sống của bạn không nằm ở ai khác ngoài chính bạn. Hãy làm chủ cuộc sống của mình, điều hành nó theo cách mà bạn cho là đúng. Dù có chông gai, dù có gian truân, chỉ có bạn mới có thể xây dựng nên cuộc sống mà bạn mong muốn. Chính bạn, và chỉ có bạn mới có quyền chịu trách nhiệm đầy đủ về cuộc đời mình. Cuộc sống luôn ẩn chứa những khoảnh khắc buồn bã, những cảm xúc dâng trào trong lòng khi ta cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi. Nhưng hãy nhớ rằng, dù có bao nhiêu khó khăn và đau thương thì rồi cũng sẽ qua đi thôi. Mỗi đêm tối sẽ trôi qua để mặt trời chiếu sáng cho ngày mai tươi mới. Chỉ cần bạn không đặt mình vào tay người khác là được. Không để mình phụ thuộc quá nhiều vào ý kiến của người khác thì cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Không nên sống chỉ để làm hài lòng người khác, vì mỗi người đều có quyền tự do, có quyền sống theo cách riêng của mình. Khi mọi lời chỉ trích, mọi lời chê bai rơi trên đầu, đừng buồn bã làm gì. Đừng để những lời nói ám ảnh mình, bởi mỗi người đều có cá tính riêng, không ai giống ai cả. Hãy tự tin bước đi trên con đường của mình, sống vì chính bản thân mình. Bạn là bạn, và đó là điều quý giá nhất vậy. Mỗi bước chân ta đi đều ghi dấu lại những sai lầm, những hạt gai châm vào trái tim. Bởi mỗi người, dù có thông minh đến đâu, cũng không tránh khỏi những sai lầm mà mình gây ra. Chúng ta là con người, sống dựa vào cảm xúc, và đôi khi sự bản năng đó khiến cho chúng ta mất kiểm soát. Những lúc đó ta làm hỏng hết mọi chuyện. Cái gọi là bản năng, cái gọi là không kiềm chế được cảm xúc, khiến cho ta rơi vào dòng xoáy của những hành động hấp tấp, không suy nghĩ trước hậu quả. Ta làm tổn thương người thân yêu, làm đau lòng những người xung quanh, và đôi khi làm tổn thương chính bản thân mình. Nhưng khi nhìn lại, ta mới nhận ra rằng từ những sai lầm đó ta học được nhiều hơn. Chúng là bài học quý báu giúp chúng ta trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Chúng là những chướng ngại vượt qua để ta có thể tiến xa hơn trên con đường của cuộc đời này. Xin hãy nhớ rằng mỗi sai lầm đều là một bước tiến mới, giúp chúng ta nhận biết và hiểu biết về chính mình hơn,
để sau này ta có thể điều chỉnh hành động, kiểm soát cảm xúc một cách khôn ngoan hơn. Đừng sợ sai lầm, mà hãy học từ chúng để ta có thể trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Phật đã dạy chúng ta rằng đừng để bản thân sống vì miệng đời, bởi sự phù phiếm và hào nhoáng của nó chỉ làm mờ đi giá trị thực sự của cuộc sống mà thôi. Trên thế gian này có bao nhiêu lời nói, bao nhiêu lời hứa, nhưng mà cuối cùng ít ai thật lòng với chính mình và với người khác. Miệng của người ta có thể nói bất cứ điều gì, nhưng liệu tai của ta có lắng nghe hay không là do chính ta quyết định. Chúng ta không thể kiểm soát những gì người khác nói, nhưng ta có thể kiểm soát cách ta đối phó với những lời nói đó. Hãy để lòng bình tĩnh và sáng suốt để nhận ra những điều quan trọng, những giá trị thực sự của cuộc sống. Hãy sống một cuộc đời chân thành với chính mình, không để mất đi sự tự tin và niềm tin vào bản thân chỉ vì những lời nói vô nghĩa của người khác. Hãy lắng nghe tiếng lòng của mình và đi theo con đường mà ta tin là đúng đắn. Bởi cuộc sống này quá ngắn ngủi để bị mắc kẹt trong dòng xoáy của ý kiến người khác. Trí tuệ không chỉ là khả năng tiếp thu kiến thức, mà còn là khả năng tự nhận biết và biến đổi bản thân. Như một người thợ rèn tài ba, người có trí tuệ biết rằng để tiến xa trên con đường của cuộc sống, họ phải thổi bay những cấu quế, những gánh nặng của bản thân, giống như một người thợ rèn thổi sạch những cặn bã của chất bạc từng tí một, từng cái một. Họ như những nghệ nhân đang chế tạo chất bạc từng tí một, từng cái một, từng lúc một, để cuối cùng đạt được sự hoàn thiện. Mỗi khoảnh khắc, mỗi cử chỉ đều là một phần của quá trình làm mới bản thân. Trên con đường đầy gai góc của cuộc sống, không ai có thể cứu ta ngoại trừ chính ta. Chúng ta thường gặp phải những lời châm chọc, những chỉ trích vô căn cứ từ người khác. Nhưng người có trí tuệ, họ biết cách không để những điều đó chi phối tâm trí của họ. Chúng ta phải tự mình đứng lên và tự mình tạo ra cuộc sống mà chúng ta mong muốn. Không ai có thể thay thế số phận của chúng ta ngoài chính bản thân ta. Và để thực sự sống, để tận hưởng cuộc sống đẹp đẽ này, họ quyết định đi trên con đường của riêng mình, không bị chi phối bởi những lời chỉ trích không xác đáng. Đừng để bản thân bị mắc kẹt trong dòng xoáy của những lời châm chọc, những lời chê trách. Hãy cứ bỏ qua hết, để cho tâm hồn mình được thanh thản, để cho cuộc sống mỗi ngày trở nên đẹp hơn. Chúng ta được sinh ra để tận hưởng cuộc sống này, để thấy những mảng trời xanh biếc, để cảm nhận được những cung đường đẹp đẽ. Đó là ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Những lời dạy của Đức Phật không chỉ là những lời dạy về cuộc sống, mà chúng là những bài học chân thực, sâu sắc và bình dị về cách sống. Những nguyên lý và giá trị mà Phật dạy không chỉ áp dụng trong quá khứ, mà còn rất có ý nghĩa và áp dụng trong cuộc sống hiện đại. Việc hiểu và thấm nhuần những lời Phật dạy về cách sống giúp cho chúng ta có quyết định khôn ngoan hơn. Chúng như những người hướng dẫn để chúng ta tìm ra con đường đúng đắn, sống có ý nghĩa và hạnh phúc. Những lời dạy này dường như là đơn giản, nhưng lại chứa đựng những triết lý sâu sắc về sự tự giác và lòng từ bi và tinh thần hy sinh. Khi chúng ta thấm nhuần những lời Phật dạy, chúng ta sớm thoát khỏi sự cố chấp, sân si và oán hận. Thay vào đó, chúng ta bắt đầu rèn luyện bản thân trở thành những con người có ích cho xã hội. Chúng ta học cách sống không chỉ vì bản thân mình, mà còn vì lợi ích của mọi người. Những lời dạy của Đức Phật là nguồn cảm hứng không ngừng cho chúng ta trong hành trình tìm kiếm ý nghĩa và hạnh phúc trong cuộc sống. Chúng là nguồn sáng soi rọi, chỉ dẫn con đường và mang lại niềm hy vọng
cho tất cả chúng ta trên con đường cuộc sống của mình. Cuộc sống luôn ẩn chứa những điều kỳ diệu, những khoảnh khắc đáng quý mà chúng ta thường không nhận ra. Dù đôi khi có những thử thách, những gian khổ, nhưng nếu chúng ta mở lòng và nhìn sâu vào tâm hồn, ta sẽ thấy rằng có nhiều điều xứng đáng để cảm ơn. Dù cuộc sống đưa đẩy ta qua bao gian khó, những điều không như ý, nhưng đừng bao giờ quên rằng mỗi buổi sáng thức dậy là một món quà, mỗi hơi thở là một cơ hội để bắt đầu lại. Dù chúng ta không thừa nhận, nhưng có những điều nhỏ nhặt hàng ngày vẫn đang bên cạnh ta. Từ những cánh hoa mỹ miều nở rộ trong ánh nắng, đến sự ân cần của người thân yêu, hay đơn giản là sự tự do và sức khỏe mà chúng ta đang sở hữu nó. Hãy cứ lạc quan, bởi dù có bao nhiêu khó khăn, cuộc sống vẫn luôn dành cho chúng ta những cơ hội mới, những niềm vui nhỏ nhặt. Mỗi một sáng mai là một trang mới, mỗi một bước đi là một cơ hội để tiến xa hơn. Chúng ta vẫn còn hơi thở, vẫn còn những giấc mơ và ước mơ chưa thực hiện. Hãy cảm ơn những điều bé nhỏ, hạnh phúc đơn giản mà cuộc sống dành cho chúng ta. Dù đôi khi cuộc sống có thể khó khăn, nhưng nếu ta biết cảm nhận, ta vẫn sẽ thấy được hạnh phúc âm thầm tồn tại xung quanh mình. Và cuộc sống vẫn đẹp đẽ như một bức tranh vẽ bởi những tia nắng ấm áp và những nụ cười tràn đầy hy vọng. Một trái tim biết ơn cuộc đời là nguồn động viên lớn lao, là ngọn lửa sáng soi trong bóng tối của cuộc sống. Khi ta biết ơn, ta trở nên thật tuyệt vời, vì trong lòng ta chứa đựng sự biết ơn với những điều nhỏ nhặt, với những khoảnh khắc đẹp đẽ mà cuộc đời đã ban tặng. Dù cho người khác có thể làm ta gặp phải những khó khăn, tổn thương và cảm giác bất công, nhưng đừng để lòng oán hận và thù địch nảy mầm trong trái tim mình. Hãy nhớ rằng mỗi người đều đang sống trong quá trình học hỏi và trưởng thành, và có thể họ cũng đang phải đối diện với những thách thức và nỗi đau riêng của họ. Dù chúng ta bị đánh đập, bị tổn thương, bị hủy hoại, nhưng đừng để bản tính hòa thuận và tâm hồn thanh tịnh bị mất đi. Hãy giữ vững niềm tin vào điều tốt lành và biết rằng mọi thử thách đều là một cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Cuộc sống không ngừng thay đổi và chúng ta cũng không thể kiểm soát mọi điều. Nhưng điều chúng ta có thể kiểm soát là cách chúng ta phản ứng với những thách thức đó. Hãy giữ cho một trái tim biết ơn, biết lắng nghe và tha thứ, để ta có thể bước đi trên con đường của mình với sự bình an và hạnh phúc. Đôi khi ta dễ rơi vào thái độ bất mãn, nhìn nhận và đánh giá người khác một cách không công bằng. Nhưng thực tế là sự bất mãn và chỉ trích người khác chỉ làm tổn thương chính mình hơn. Điều quan trọng là chúng ta không nên hoài nghi và chỉ trích người khác mà quên đi việc kiểm điểm chính bản thân mình. Bất mãn người khác không chỉ làm tổn thương người đó mà còn làm tổn thương chính bản thân mình. Hãy quay về kiểm điểm bản thân, xem xét lại những suy nghĩ, hành động của mình trước khi chỉ trích người khác. Đừng khẳng định quá mạnh mẽ về cách nghĩ của mình, bởi đôi khi điều đó chỉ là một cách để tránh phải đối mặt với sự thật và hối hận sau này. Như một cây nến không thể cháy mà không có lửa, người cũng không thể sống nếu không có đời sống tâm linh. Hãy quan tâm và chúc phúc cho người khác, vì đó chính là một sự bố thí vô hình. Đừng đoán trước và gắng sức suy đoán vào cách nghĩ của người khác nếu bạn không có đủ trí tuệ và kinh nghiệm. Đôi khi mắt ta phải nhầm lẫn và lời nói của ta có thể trở thành lẽ thường tình. Chúng ta thường dễ mắc phải tình trạng đánh giá người khác dựa trên những tiêu chuẩn cá nhân của mình. Tuy nhiên, Đức Phật dạy rằng để hiểu một người, chúng ta cần dành vào mục đích và xuất phát điểm của họ. Khi nhận thức được mục đích và nguồn gốc của hành động,
của người khác, chúng ta có cơ hội hiểu rõ hơn về họ và nhận biết xem họ có thật lòng hay không. Không nên vội vàng khen ngợi hoặc là chê trách mà không hiểu rõ nguyên nhân đằng sau hành động đó. Nhưng cũng đừng để bị ảnh hưởng quá mức bởi những lời chỉ trích. Đôi khi, những lời phê bình có thể mang lại những bài học quý báu để chúng ta có thể phát triển bản thân. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là tự đặt ra câu hỏi liệu mục đích và lý do đằng sau những lời nói và hành động của mình có chân thành và tốt lành hay không. Bằng cách này, chúng ta có thể tạo ra một cộng đồng xây dựng và tôn trọng lẫn nhau, nơi mà mọi người có thể cùng nhau hướng đến sự thấu hiểu và sự hòa hợp. Sự trong sạch và nhơ bẩn không chỉ đơn thuần là vấn đề về vật lý, mà còn phản ánh tinh thần và đạo đức của mỗi người. Không ai có thể ép buộc người khác trở nên trong sạch, cũng như không ai có thể tránh khỏi ô nhiễm nếu không ý thức và chủ động bảo vệ môi trường. Tương tự như vậy, danh tiếng và tôn quý của một người cũng đến từ sự chân thành và đạo đức của họ. Người không chăm sóc cho bản thân, không giữ gìn vệ sinh cá nhân sẽ dần mất đi sự tôn trọng và nhận lại sự xa lánh từ người khác. Mỗi hành động, mỗi lời nói của chúng ta đều phản ánh bản chất và giá trị thực sự của bản thân mình. Thực hành thực học không chỉ là việc thể hiện lòng trung thực và đức tính tự nhiên, mà còn là cách để giữ gìn danh dự và uy tín của mình. Một người luôn sống trong sự e dè với thiện ý của người khác, luôn trung thực và không dối trá, sẽ được mọi người tôn trọng và tin tưởng. Chúng ta không cần phải đánh đổi danh dự và uy tín của mình bằng những lời nói dối gian và hành động không chân thành. Sự trong sạch và chân thành sẽ là nguồn động viên và động lực mạnh mẽ nhất để tiến xa trên con đường cuộc sống. Có những ngày ta cảm thấy như mình đang tồn tại chỉ để lãng phí thời gian. Những ngày đó như bước vào một tù ngục không tường, không sắt, mà chỉ là vắng vẻ của sự ôn hòa và chẳng có hướng dẫn nào về cách thoát ra. Cảm giác vô ích như thấm vào xương tủy, như đóng kín tâm hồn bên trong một thế giới đầy rối ren. Đôi khi mỗi hơi thở dường như chỉ là một hành động tự động, không có ý nghĩa gì, không có mục đích. Nhưng liệu có phải như vậy không? Trên đường đời này, chúng ta thường gặp phải những thử thách, những khó khăn không lường trước được. Nhưng chính ở những thời điểm như thế, ta mới thấy giá trị thực sự của sự kiên nhẫn, của việc lắng nghe và chia sẻ. Duyên chính là không gây tổn thương cho bất kỳ ai. Mỗi người chúng ta đều là một phần nhỏ bé trong bức tranh lớn của cuộc sống. Chúng ta không thể kiểm soát được mọi thứ xung quanh mình, nhưng có thể kiểm soát được cách chúng ta đối xử với nhau. Nếu không thể thay đổi được thế giới, thì hãy thay đổi chính mình. Đối diện với mọi thử thách bằng lòng từ bi và tâm trí. Lòng tha thứ không chỉ là cho người khác, mà còn là một cách để giải thoát cho chính bản thân ta. Bởi khi ta không thể tha thứ cho kẻ khác, thì lòng ta sẽ mãi bị giam cầm trong những cảm xúc tiêu cực, không bao giờ cảm nhận được sự thanh thản được. Và trong những ngày vô ích nhất, hãy nhớ rằng có một giá trị ẩn chứa ở đó, là giá trị của việc hiểu biết và tỉnh thức. Đôi khi sự đơn giản của việc tồn tại cũng là một hành trình để tìm kiếm ý nghĩa thật sự của cuộc sống. Sự trang nghiêm là một giá trị quý báu, một điểm tựa cho mỗi người để duy trì lòng trung thực và tôn trọng. Đối với tôi, sự trang nghiêm không phải chỉ là việc tuân thủ các quy tắc xã hội hay luật pháp, mà còn là việc thực hiện nghĩa vụ lương tâm, đóng vai trò như một tòa án công bằng với bản thân mình. Mỗi hành động của chúng ta, mỗi lời nói và quyết định đều phản ánh lên lương tâm của mình. Dù có thể lừa dối được người khác, nhưng không bao giờ lừa dối được lương tâm của bản thân.
đó là một phần không thể thiếu của con người, một điểm nơi mà ta không thể tránh khỏi, không thể phản bội. Người cuồng vọng có thể có quyền lực và ảnh hưởng lớn đến người khác, nhưng họ không thể cứu được người tự ti, không thể xóa bỏ nỗi đau và khao khát ẩn sâu trong lòng người khác được. Chỉ khi nhận thức được bản thân mình, chỉ khi hàng phục chính mình, chúng ta mới có thể thực sự giúp đỡ người khác. Sự thật đau lòng là đôi khi chúng ta cố gắng che giấu những mâu thuẫn và khuyết điểm trong tâm hồn của mình, nhưng không thể lừa dối chính bản thân mình mãi được. Chỉ có bằng việc đối diện với những mâu thuẫn ấy, chỉ có bằng việc sửa đổi và học hỏi từ chúng, chúng ta mới có thể thay đổi và trở nên thành thật hơn với bản thân và với người khác. Vậy cho nên, hãy dũng cảm đối diện với những bóng tối bên trong của mình. Đừng lừa dối chính bản thân mình. Bởi chỉ khi làm được điều đó, chúng ta mới có thể trở thành người mạnh mẽ và đáng tin cậy, mang lại những giá trị, ý nghĩa và tích cực cho cuộc sống của chính mình. Một người không có nguyên tắc, không có đạo đức và không biết tự trọng sẽ dần trở thành một người khó lòng đáng tin cậy. Họ có thể khéo léo đưa đẩy lách luật, nhưng không bao giờ có thể giữ được lòng tin của người khác. Mỗi hành động của họ chỉ là một màn trò chơi, một vũ trụ của sự không chắc chắn và không đáng tin cậy. Đối diện với những người như vậy, điều quan trọng nhất là bảo toàn thái độ và lập trường của chính mình, không kết giao, không tiếp xúc nhiều với họ để tránh bị lôi kéo vào dòng xoáy của sự không chắc chắn và không đáng tin cậy. Chỉ khi giữ vững được bản thân, chúng ta mới có thể tránh xa khỏi sự ảnh hưởng tiêu cực của những người không có nguyên tắc. Một điều quan trọng hơn, người có lòng tự tin trong cách suy nghĩ và nhìn nhận của mình sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng của người khác. Họ sống trong thế giới của riêng mình, mê muội trong những quan điểm và niềm tin cá nhân mà không hề lắng nghe hoặc hiểu biết về suy nghĩ của người khác. Điều này khiến cho giao tiếp và hiểu biết trở nên khó khăn và tạo ra khoảng cách không thể bắt kịp giữa họ và những người xung quanh. Vậy cho nên, để bảo toàn bản thân và duy trì sự ổn định trong cuộc sống, hãy tránh xa những người không có nguyên tắc, không tự trọng và không đáng tin cậy. Đồng thời, hãy luôn lắng nghe và đồng cảm với những người xung quanh để tạo ra một môi trường sống tích cực và đáng tin cậy hơn. Xung quanh ta không phải mọi thứ đều đáng tin. Những gì chúng ta được dạy, những điều chúng ta nghe thấy và những tin tức được truyền miệng không nhất thiết là sự thật hoàn toàn. Đừng dễ dàng tin vào mọi điều, bởi vì đằng sau vẻ bề ngoài có thể là những ý đồ không tốt hoặc sự mơ hồ của sự thật. Con đường của sự hiểu biết và lòng tin không bao giờ là một con đường rộng mở và dễ dàng. Đôi khi chúng ta phải tự đặt ra những câu hỏi, phải tìm kiếm sự thật trong dòng thông tin đầy rẫy những điều không rõ ràng. Đừng dễ tin vào bất kỳ điều gì, mà hãy mở rộng tầm nhìn, tự mình suy nghĩ và đánh giá mọi thông tin một cách cẩn thận. Không phải tất cả mọi người đều muốn chia sẻ sự thật. Đôi khi họ có thể lợi dụng lòng tin của chúng ta để đạt được mục đích riêng của họ. Vì vậy, hãy luôn giữ một tinh thần cảnh giác, không dễ dàng tin vào những gì người khác nói, mà hãy đặt câu hỏi, tìm kiếm thông tin và tự mình rút ra kết luận. Cuối cùng hãy nhớ rằng, lòng tin cần được xây dựng trên cơ sở của sự khám phá và suy luận, chứ không phải là việc dễ dàng tin vào mọi thứ chỉ vì chúng ta được dạy hoặc vì nó được nhiều người truyền miệng. Muốn thay đổi thế giới này, hãy bắt đầu từ chính bản thân mình. Đó là điều mà tôi đã học được qua những trải nghiệm và suy ngẫm về cuộc sống. Thay đổi bản thân không chỉ là việc tự cải thiện mình, mà còn là một cách để lan tỏa những giá trị tích cực và tình yêu đến muôn loài. Trong thế giới này có vạn vật và cũng có muôn loài hận thù. Nhưng tôi tin rằng hận thù không thể hóa giải bằng chính nó. Chỉ có tình yêu, chỉ có lòng từ bi
mới có thể làm tan chảy băng giá trong lòng người, làm dịu đi những ranh giới và tạo ra sự đồng cảm và hiểu biết. Đây là chân lý muôn đời mà ta nên tin vào. Chân lý không phải là sự tranh giành, không phải là việc áp đặt ý kiến hay là quan điểm của mình lên người khác. Chân lý chính là từ bi, là sự không tranh cãi, là trí tuệ và thanh tịnh trong lòng. Hãy nhìn nhận thế giới xung quanh không bằng đôi mắt của sự quan sát, mà bằng trái tim của sự tự tại. Tha thứ, giải thoát và biết đủ là những bước đi để sống một ngày một cách ý nghĩa và đầy trọn vẹn. Hãy yêu quý hết thảy muôn loài và bắt đầu từ chính bản thân mình, để thế giới này trở nên đẹp hơn, hòa bình hơn và đầy yêu thương hơn. Có những lúc ta cảm thấy như đang trôi nổi trong vô vọng, không làm được chuyện gì, giống như kẻ phạm tội ăn trộm, không có mục đích, không có ý nghĩa. Cảm giác vô ích như thấm sâu vào tâm hồn, khiến ta tự hỏi rằng liệu cuộc sống này có ý nghĩa gì hay không. Nhưng ta cũng biết rằng người không biết yêu thương chính bản thân mình không thể truyền đạt tình yêu đến người khác được. Chớ bỏ mặc tấm thân này, hãy kính trọng nó, chăm sóc nó như một thứ dụng cụ quý giá và cần thiết. Bởi chỉ khi ta biết trân trọng bản thân, ta mới có thể được giác ngộ, hiểu rõ hơn về mình và cuộc sống này. Cuộc đời quả không dài, và đôi khi ta không có nhiều cơ hội để gặp gỡ những người tốt, những người chân thành bên cạnh mình. Hãy quý trọng họ, bởi trong kiếp sau ta không biết liệu có thể gặp lại họ hay không. Cuối cùng, những người thích chiếm lợi thế, những kẻ tham lam chỉ nhặt được những điều tạm bợ, những lợi ích nhỏ nhặt, nhưng lại đánh mất đi cả cánh rừng của lòng người. Tâm không quán ghét hận thù, luôn vui hoan hỷ, chẳng trừ ai ra, hết lòng giúp đỡ người ta, nên nhân hay thế quả là dễ thương. Người không cao quý làm tổn thương đến các sinh vật sống, người cao quý không làm tổn thương ai cả. Dứt bỏ nóng giận, diệt trừ tính kiêu căng, không luyến ái vật chất, không còn ham muốn dục vọng, sẽ giải thoát được mọi sự ràng buộc và không bao giờ bị phiền não. Người nịnh nọt, khua môi múa mép, lời nói không thật thà, không thành tâm, khi cần thì chung vào, khi không cần thì dứt bỏ, đó là loại người Phật dạy không nên tiếp xúc. Có lòng yêu thương vô tư thì sẽ có tất cả. Ta không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục? Địa ngục vốn không tồn tại, chỉ vì tâm sinh dục vọng mà sinh ra. Dục vọng càng lớn, thống khổ càng mãnh liệt, địa ngục càng rộng mở. Lời Phật dạy về cha mẹ và con cái đều là duyên kiếp trước. Theo lời Phật dạy về cha mẹ và con cái, tùy theo điều kiện của mình, chúng ta lo cho cha mẹ sao cho tinh thần được yên vui, cuộc sống đầy đủ. Phật dạy, nếu nam nữ nào theo lời mẹ dạy, dân thuận không trái, chư thiên hộ niệm, phước lạc vô biên. Có những duyên lành bố, mẹ, con cái đến với nhau, mang cho nhau hạnh phúc. Thế nhưng không phải cha mẹ nào cũng đều hy vọng mọi thứ cho con. Không phải cha nào cũng biết lo toan đầy đủ. Con cái có người hiếu thảo, có người bỏ mặc bố mẹ, mọi thứ đều có nhân duyên. Con cái đến với cha mẹ ở kiếp này là có bốn loại nghiệp duyên. Loại thứ nhất là báo ân. Con cái đầu thai để đền đáp ân nghĩa của cha mẹ từ kiếp trước. Loại thứ hai là báo oán. Con cái ở kiếp này để báo oán những tội lỗi mà cha mẹ đã gây ra cho họ từ kiếp trước. Loại thứ ba là đòi nợ. Kiếp này con cái sinh ra để nhận lấy số tiền mà kiếp trước cha mẹ đã nợ họ. Loại thứ tư là trả nợ. Kiếp trước con cái nợ nần cha mẹ, cho nên kiếp này con đầu thai làm con để trả nợ.
Nhiều người đã từng làm khổ nhiều cô gái hoặc tính tình lăng nhăng thì thường sinh ra nhiều cô con gái. Số phận của những cô con gái đó sướng khổ thế nào còn phụ thuộc rất nhiều vào nghiệp lực mà bố mẹ đã tạo ra trong quá khứ. Nhưng nếu người bố sinh nhiều con gái nhưng vẫn hết lòng thương yêu vợ con, sau này các con sẽ vô cùng có hiếu. Nếu ác nghiệp kiếp trước đã hết, lại được thiện nghiệp kiếp này dung dày, thì cuối đời chỉ cần ngồi hưởng hạnh phúc, gia đạo yên vui, con cái đến hồi báo hiếu. Con cái đối với cha mẹ, thứ nhất, được nuôi dưỡng, sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ. Cá nhân được nuôi dưỡng, sinh ra quả nuôi dưỡng lại cha mẹ. Tuy nhiên không phải ai cũng được may mắn như vậy, nên dù không được nuôi dưỡng thì vẫn nên có tâm phụng dưỡng cha mẹ. Tuy nhiên, không ai cũng đủ năng lực để có thể nuôi dưỡng cha mẹ, thậm chí cha mẹ vẫn đang phải cung cấp tiền bạc để đảm bảo cuộc sống cho con. Bù lại, con phải có cuộc sống lành mạnh, vẫn phải có lòng chăm sóc thăm hỏi, tránh làm cho cha mẹ buồn bực vì những thói hư tật xấu của mình. Thứ hai, làm bổn phận đối với cha mẹ. Theo lời Phật dạy về cha mẹ và con cái, tùy theo điều kiện của mình, chúng ta lo cho cha mẹ sao cho tinh thần yên vui, cuộc sống đầy đủ. Phật dạy, nếu nam nữ nào theo lời mẹ dạy, dân thuận, không trái, chư thiên hộ niệm, phước lạc vô biên. Nhưng không phải bố mẹ nào cũng tốt, cũng làm điều đúng. Phật cũng dặn dò, nếu cha mẹ khởi tà kiến, thì nên giúp cha mẹ có chánh kiến. Nếu cha mẹ làm việc ác, phải khuyến khích cha mẹ hướng đường thiện. Con cái phải học tập để có trí, mới biết việc nào dẫn đến kết quả xấu, việc nào đưa đến kết quả tốt lành mà tránh. Mới biết khuyên ngăn khích lại cha mẹ, làm cho đúng pháp. Dùng những lời lẽ phù hợp để khuyên ngăn cha mẹ không làm việc xấu mà không khiến họ buồn. Thứ ba, giữ gìn gia đình và truyền thống. Truyền thống gia đình là điều đáng để nâng niu. Tất nhiên, những hủ tục thì nên loại trừ. Thí dụ, truyền thống trong nhà, anh em trong nhà thương yêu, cùng nhau tạo dựng hạnh phúc, dạy con ngoan ngoãn, hiếu hạnh với cha mẹ mình là việc nên phát huy. Thứ tư, làm tang lễ khi cha mẹ qua đời. Khi di mẫu qua đời, Đức Phật đã đích thân làm lễ cúng dường, nhất định cần thiết cho việc báo hiếu. Tang lễ thế nào? Vẫn có hai việc cần làm là không sát sanh và cần bố thí cúng dường, không dung giải độc ăn thức uống phí phạm, cúng được cỗ chay càng tốt. Bố thí là thí cho người nghèo khó, không của thì mang công sức giúp người, dùng đó hồi hướng, lấy tiền phúng điếu đem tặng các diện bồ côi dưỡng lão, cũng là hình thức bố thí. Làm vậy, người chết được phước một phần, người sống được sáu phần. Thứ năm, bảo vệ tài sản thừa tự. Được thừa tự tài sản là một trong các phước báo. Bảo vệ tài sản thừa tự chính là bảo vệ phước báo của mình. Tài sản cha mẹ để lại, nếu thấy phá sản cha mẹ sẽ buồn. Vì thế, bảo vệ tài sản thừa tự giúp cha mẹ vui, cũng là phụng dưỡng cha mẹ ở mặt tinh thần. Nếu khiến cho tài sản đó được phát triển thì càng tốt hơn nữa. Cần phát triển nó bằng hướng lương thiện. Có thể dùng phần nhỏ để cúng dường tam bảo, bố thí, giúp đỡ anh em, người nghèo khó, bệnh hoạn, lỡ thời. Cha mẹ đối với con cái. Theo lời Phật dạy, người Phật tử khi làm cha mẹ phải có bổn phận thương yêu, nuôi nấng, giáo dục con cái trưởng thành về thể chất, tinh thần, nhân cách, đạo đức, tạo dựng nghề nghiệp và khả năng tự lập cho con cái. Thứ nhất là yêu thương con cái. Nuôi nấng con cái là nền tảng đạo đức, là trách nhiệm thiêng liêng cao quý của người làm bố làm mẹ. Nếu sinh con ra không được như ý muốn thì cũng đừng buồn giận, chỉ là
ta đang phải trả nghiệp cho kiếp trước hay cho những gì ta làm trong quá khứ mà thôi. Cha mẹ dạy con điều hay, tin sâu nhân quả, tránh ác làm lành, tin chính mình là chủ nhân của bao điều quả phúc. Nhờ vậy, con cái khi khôn lớn trưởng thành sẽ biết cách hoàn thiện chính mình. Vì quá yêu thương con, nhiều người làm việc ác, điều gian để có tiền. Hãy đừng vì ích kỷ, thù hằn cá nhân mà gây ác nghiệp, có thể kiếp sau quả báo mới tới. Nhưng cũng có thể kiếp này đã tới ngay trong đời con. Thứ hai, cung cấp cho con cái đầy đủ. Trong khả năng của mình, cha mẹ phải có trách nhiệm với con cái là không để chúng thiếu thốn về vật chất và tinh thần. Trên phương diện tinh thần, cha mẹ phải thường xuyên quan tâm, chăm sóc, chia sẻ hỏi han để động viên con cái vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Thứ ba, tạo dựng nghề nghiệp chân chính cho con cái. Không chỉ đối với lời Phật dạy về cha mẹ và con cái, mà Phật giáo luôn lấy nhân quả làm nền tảng để giáo dục, vì đã loại bỏ yếu tố ỷ lại vào người khác và phát triển năng lực làm chủ bản thân. Khi được bố mẹ hỗ trợ định hướng trong nghề nghiệp, nhưng chính bản thân con phải độc lập và tự lực phát triển. Thứ tư, tìm nơi chốn xứng đáng để dựng vợ, gả chồng. Bố mẹ còn phải chăm lo đến đời sống lứa đôi cho con cái, đưa ra những lời khuyên giúp con tỉnh táo hơn trong việc chọn một nửa yêu thương. Tuy nhiên vẫn tôn trọng quyết định đời sống hôn nhân của chúng. Chúng được quyền lựa chọn theo nhân duyên của mỗi người. Ngoài việc truyền trao kinh nghiệm trong hôn nhân cho con cái, các bậc cha mẹ còn phải hướng dẫn con cái chọn lựa người bạn đời thích hợp để đảm bảo hạnh phúc cho gia đình. Thứ năm, giao hết của cải cho con cái ở thời điểm thích hợp. Theo lời Phật dạy về cha mẹ và con cái, trước khi qua đời để lại di chúc và tài sản thừa tự cho con cái. Nội dung di chúc như thế nào, cha mẹ có toàn quyền quyết định khi còn minh mẫn. Có nhiều bậc cha mẹ đã không nghĩ tới chuyện này khi còn khỏe mạnh là nguyên nhân anh chị em tranh giành tài sản do cha mẹ để lại dẫn đến gia cảnh tan nhà nát cửa. Một con người thiếu đạo đức cũng giống như một con thú vật, nhưng con thú ấy lại mang lốt người. Con người ấy chẳng bao giờ có một tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự. Cuộc đời của họ chẳng có hạnh phúc, thường sống trong tâm trạng đau khổ, giận hờn, phiền muộn, lo âu, sợ hãi, bất an, bất toại nguyện, vân vân. Một gia đình thiếu đạo đức là một gia đình đau khổ. Phần đông mọi người sống trong gia đình đó chỉ còn biết chịu đựng với nhau. Chịu đựng để mà sống, sống trong khổ đau, nên không bao giờ tìm được chân hạnh phúc, an vui, chân thật. Sống trong gia đình đó cũng giống như sống trong địa ngục của trần gian. Một xã hội thiếu đạo đức là một xã hội mà mọi người đều gian ác, xảo trá, lừa đảo, lường gạt nhau bằng mọi cách. Họ luôn luôn phải bon chen, đấu tranh chà đạp lên nhau để tìm miếng ăn, manh áo, để tìm vật chất và tiền bạc, châu báu ngọc ngà cho nhiều, vân vân. Vì thế, đó là một xã hội rất phức tạp, rất đen tối, không trật tự, thiếu an ninh. Đó cũng làm gì cuộc sống cá nhân mà mọi người quên đi đạo đức nhân bản, nhân quả. Xem cá nhân là quan trọng, là trên hết, nên không còn có con người sống liêm sĩ, chí công vô tư. Họ không còn biết yêu thương nhau, chỉ biết có tiền và vật chất. Vì thế mà đạo đức lần lần biến mất. Triết lý của Phật về cách sống. Ở đời đừng quá sân si, không biết gì thì nên im lặng. Triết lý của Phật về cách sống dạy chúng ta rằng, nếu không thể chia sẻ, không thể bao dung được cho người khác, thì
hãy im lặng, chứ đừng soi mói, sân si, kẻo lại thêm nghiệp. Phật dạy đạo đức làm người. Thứ nhất, đời người có 8 cái khổ. Theo lời Phật dạy, đời người có 8 nỗi khổ lớn nhất. Sinh, lão, bệnh, tử, yêu thương phải chia lìa, oán hận lâu dài, cầu mà không được, bị mê lạc bởi những điều thấy được. Sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tằng hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ quẩn xí thanh khổ. Sinh lão bệnh tử là những nỗi đau thể xác tự nhiên. Yêu thương phải chia lìa, oán hận lâu dài, cầu mà không được, bị mê lạc bởi những điều thấy được là những nỗi đau tinh thần. Triết lý của Phật về cách sống nói rằng, 7 nỗi khổ đầu tiên là nỗi khổ rõ ràng mà ai cũng có thể cảm nhận được. Nỗi khổ cuối cùng không dễ nhận ra, nhưng nó là căn nguyên của mọi đau khổ. Không cần biết bạn là ai, bạn cao quý như hoàng đế hay tướng quân, rẻ rúng hay sang chảnh cao sang, thì đều phải chịu đựng 8 cái điều gian khổ này. Cuộc sống đầy gian nan vất vả, không mấy ai thực sự sung sướng trọn vẹn cả đời. Có những nỗi đau khó quên mà người khác không thể hiểu được. Vì vậy, chúng ta có thể không hiểu những gì người khác đã trải qua, nhưng chúng ta không được tùy ý nhận xét về con người và cuộc sống của họ. Bạn chưa từng trải qua thì làm sao bạn thấu hiểu được? Trước khi nhận xét về một ai đó thì phải xem lại mình. Ai cũng có nỗi khổ riêng cả. Nếu mình không thể chia sẻ, không thể bao dung được cho người khác, thì xin hãy im lặng, đừng soi mói, sân si, kẻo lại thêm nghiệp. Thứ hai là ngưng đổ lỗi cho người khác. Nếu bạn không biết những khó khăn người khác phải trải qua, đừng tùy ý soi mói lên án họ. Sống có khúc, người có lúc. Đời người rất dài và đôi khi lại rất ngắn, nên không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Đời người vô thường, quả từ miệng mà ra, đừng ăn nói hàm hồ. Trong nhà Phật thì khẩu nghiệp là một trong những nghiệp nặng nhất, vì nó dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Nó dẫn đến sự đổ vỡ, dẫn đến sự đau khổ tột cùng, dẫn tới mọi phiền não. Một lời nói vô tình có thể làm mình và người khác đau khổ cả cuộc đời. Chúng ta hãy luôn cẩn thận với lời nói. Ông bà ta cũng có câu, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Theo quy luật nhân quả, nhân thế nào thì quả thế ấy. Gieo hạt dưa thì được quả dưa thơm ngọt, gieo hạt chanh thì được quả chanh chua. Chúng ta đã từng thấy những người vô cùng thiếu may mắn, sinh ra đã bị sứt môi, nói ngọng, thậm chí là bị câm. Đấy cũng là do tạo khẩu nghiệp xấu, gây nên những hậu quả lớn, đã mang khổ đau tới cho mọi người, nên giờ họ phải trả nghiệp. Vì thế hãy sám hối, nhận lỗi và sửa sai, không bao giờ tái phạm, và hãy nói lời dễ nghe, lời hay, lời có ích cho mọi người. Nói lời vui vẻ, hòa nhã, nói lời gắn kết yêu thương, nói lời chân thật, nói lời hay, ý đẹp. Cái miệng xinh thì chỉ nói những lời hay. Xin được kể cho các bạn nghe về một câu chuyện. Hy vọng sau khi nghe xong, chúng ta sẽ hiểu như thế nào là đặt mình vào vị trí của người khác. Câu chuyện mang tên Con lợn và bầy cừu. Có một con lợn nhỏ xông vào đồng cỏ, ăn uống với bầy cừu mỗi ngày. Nhưng không lâu sau đó, người chăn cừu đã phát hiện ra sự tồn tại của nó và lập tức chộp lấy nó và đem ra chợ bán. Con lợn rú lên và vùng vẫy trong sự tuyệt vọng.
nhưng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của người chăn cừu. Bê cừu sốt ruột nói, còn rú lên cái gì? Chúng tôi thường xuyên bị hắn tốn được, nhưng chưa bao giờ bị hắn đem ra chợ rồi làm ầm ĩ như người. Con heo tuyệt vọng nói, chúng ta không có giống nhau. Nếu hắn ta bắt mấy người, hắn chỉ lấy lông hoặc sữa của mấy người thôi. Nhưng nếu hắn bắt tôi, hắn muốn mạng sống của tôi. Bầy cừu bỗng dưng hiểu ra và im bặt. Thì ra, heo không giống cừu. Heo rú lên là có nguyên do cả. Làm gì có ai cận kề cái chết mà có thể bình tĩnh được. Cừu không bị làm thịt thì làm sao mà hiểu được. Những con cừu trước đó mắng chửi phê phán con heo vì chúng không hiểu những thử thách sinh tử mà con heo sắp phải đối mặt. Vì vậy cừu chỉ thấy heo làm quá mọi chuyện rồi rú lên ồn ào. Sau khi nghe heo nói xong thì bê cừu đã hiểu ra và im miệng lại. Ở đời sợ nhất là chẳng biết cái gì nhưng vẫn đi nói xấu người khác, phê phán người khác. Một người chỉ có thể thấu hiểu nỗi đau, nỗi buồn sau khi đã trải qua nó hoặc từng chứng kiến người khác có hoàn cảnh giống mình. Cũng giống như câu chuyện trên, con heo rú lên là vì biết mình sẽ bị bán ra chợ rồi đem đi thịt giống như loài của mình. Vì vậy, nếu bạn không biết khó khăn của người khác thì xin đừng tùy tiện lên án họ. Biết cuộc sống của người khác cũng không dễ dàng gì thì tại sao bạn cứ lên án họ làm chi, cho nhân sinh thêm khổ đau. Lòng tốt lớn nhất của con người chính là sự thông cảm và hiểu biết. Thứ ba, ngừng bới móc lỗi lầm của người khác. Tập thiền và nghĩ về bản thân, đừng chăm chăm bàn chuyện thiên hạ và ngưng nói về lỗi lầm của người khác. Một người khôn ngoan thực sự không tìm kiếm lỗi lầm và bới móc lỗi lầm ở người khác. Chúng ta không thể hiểu được nỗi đau của người khác, vì vậy chỉ cần lo cho bản thân là đủ. Có một câu chuyện khác mang tên chuyện bát mì vợ nấu. Có một cặp vợ chồng đã chung sống gần hết cuộc đời, sống rất hòa thuận. Nhưng điều khiến ông chồng không hài lòng nhất đó là ông không thích món mì mà bà vợ nấu vì nó quá mềm và không thơm một chút xíu nào hết. Một hôm, ông lão quyết định tự tay nấu một tô mì, trấu tay để cho bà vợ ăn thử cho sáng mắt ra, lần sau mà nấu theo. Vì vậy, ông nấu một tô mì hoàn hảo và vội vã gọi bà vợ đang ngủ thức dậy ăn. Nhưng bà vợ chậm rãi nói, đừng lo, hôm nay tôi sẽ nói cho ông biết lý do một tô mì ngon lại có thể bị nát và kém ngon như thế nào. Hóa ra, không phải bà lão không nấu được mì, mà bát mì bị nát và không thơm ngon là do mỗi lần bà nấu mì xong, gọi ông chồng dậy thì ông ấy đều ngủ say, không chịu thức dậy để ăn. Để lâu quá nên bát mì bị nở và nát, nguội lạnh. Trong cuộc sống cũng vậy, chúng ta luôn chú trọng đến cảm xúc của bản thân nên cứ mù quáng trách móc nhau, từ đó bỏ qua toàn cảnh của sự việc. Bạn có chắc người ta sai hoàn toàn hay không? Lỗi lầm đều nằm ở người ta có phải không? Trước khi oán trách thì nên xem xét cho kỹ. Lòng tốt lớn nhất của một người là không tùy ý đổ lỗi cho người khác. Những người có suy nghĩ càng thấp thì sẽ càng nhìn ra nhiều lỗi của người khác rồi phán xét. Cuộc sống là một hành trình cô đơn, không ai có thể thực sự đồng cảm với bạn. Nếu bạn chưa gặp phải khó khăn của người khác đang phải trải qua, thì đừng đòi hỏi người ta phải tươi cười, vui vẻ với bạn. Lời Phật dạy về sám hối, hy vọng mỗi con người chúng ta hãy chăm sóc trái tim và chăm sóc cái miệng của mình, thay vì sám soi chuyện người khác.
Thứ tư, đừng đòi hỏi người khác phải rộng lượng. Giữa biển người mênh mông, ai mà không khó khăn? Tất cả chúng sinh ai mà không đau khổ? Cho dù đó là đau khổ hay đau đớn, chúng ta không bao giờ có thể trải nghiệm nó một cách trọn vẹn nếu không tự mình dấn thân trải nghiệm. Vì vậy, nếu bạn không biết hay là không hiểu nỗi khổ của người khác cũng được, nhưng xin đừng chỉ tay phán xét. Chuyện tu sĩ khoe nỗi đau. Có một câu chuyện kể về một vị tu sĩ được ghi lại trong Kinh Phật, kể rằng sau khi ông bị thương trong một vụ tai nạn, những người hàng xóm thấy thương cảm và lần lượt đến thăm hỏi ông. Vì vậy, người tu sĩ đã chịu khó mở vết thương của mình ra cho mọi người xem và kể cho những người đến thăm về trải nghiệm không may của mình. Với ánh mắt thương hại, mọi người thở dài khi nghe vị tu sĩ nói rồi rời đi ngay khi họ nghe xong. Ngày này qua ngày khác, vết thương của vị tu sĩ không những không cải thiện mà ngày càng nghiêm trọng hơn. Cuối cùng ông chết vì chữa trị không hiệu quả. Người tu sĩ trong câu chuyện cũng giống như chúng ta trong cuộc sống vậy. Mong muốn người khác hiểu được nỗi đau của mình, rồi kể lể ra cho họ xem nhưng lại phản tác dụng. Đừng bao giờ kể với ai về vấn đề khó khăn của bạn. 90% trong số họ không quan tâm, 10% còn lại chỉ để vui sướng khi nghe thấy điều này. Đừng có kiểu chuyện gì cũng thật lòng kể hết cho người khác nghe. Đôi lúc bạn kể là chuyện buồn, nghe vào tai họ lại ra hàng ngàn phiên bản truyền cười. Đức Phật nói, ngàn người đau khổ, 1000 cách, và nỗi thống khổ của họ đều khác nhau. Ai cũng có một cuộc sống riêng, khó thấu hiểu được nỗi đau nếu không phải chính thân mình trải qua. Chúng ta không thể hiểu nỗi cay đắng của người khác, cũng như người khác không thể chia sẻ niềm vui và nỗi buồn của chúng ta. Vì vậy, nếu bạn không biết khó khăn của mình, bạn không phải lo lắng vì điều đó. Nếu bạn không biết khó khăn của người khác, thì đừng thuyết phục người khác phải từ bi rộng lượng. Quan tâm không vượt qua ranh giới, thấu hiểu và không vu khống, tử tế và không làm tổn thương là sự bảo vệ lớn nhất dành cho nhau. Đạo làm người, hay còn gọi là đạo đức Phật giáo, là một hệ thống giá trị đạo đức và nguyên tắc hành xử được giảng dạy bởi Đức Phật. Nó là một phần quan trọng trong tín ngưỡng Phật giáo và nhằm giúp con người tu dưỡng và trở thành một người tốt. Đạo làm người gồm nhiều giá trị đạo đức như phúc hậu, lương thiện, giữ chữ tín, khoan dung, thành thật, khiêm tốn, chính trực và kiên trì. Đạo làm người được coi là nền tảng cho một cuộc sống có ý nghĩa và mang lại sự an lạc, hạnh phúc cho con người. Những lời Phật dạy đạo làm người tốt, hay và ý nghĩa, quý Phật tử nên hiểu về đạo làm người và áp dụng nó vào cuộc sống hàng ngày, để cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn. Nếu áp dụng những giá trị đạo đức này, chúng ta có thể đạt được sự an lạc và hạnh phúc trong cuộc sống. Để trở thành một người tốt, chúng ta cần tuân theo những lời Phật dạy đạo làm người dưới đây. Về phúc hậu, đạo Phật luôn coi trọng phúc hậu và đối xử hòa nhã với mọi người. Để trở thành một người tốt, chúng ta cần có tấm lòng phúc hậu. Về lương thiện, đạo Phật luôn khuyến khích hành động thiện và xét đoán đức hạnh của một người dựa trên lương tâm của họ. Về chữ tín, đạo Phật luôn răn dạy chúng ta phải giữ chữ tín, không dối trá hay thất hẹn với người khác. Đây là tiêu chuẩn của một người tốt. Về khoan dung, để trở thành người tốt, chúng ta không nên quá chú ý đến những chuyện nhỏ, mà hãy có cái nhìn bao dung,
sẵn sàng tha thứ cho những sai lầm. Về thành thật, đây là điều cơ bản mà bất kỳ ai cũng cần hiểu. Phải tránh dối trá và luôn hành động thành thật để nhận lấy quả báo tốt. Về khiêm tốn, để trở thành một người tốt, chúng ta cần luôn tự tu dưỡng và khiêm tốn, kính trên nhường dưới. Về chính trực, một người tốt cần phải sống chính trực, không xu nịnh và dũng cảm đối mặt với sự thật, đấu tranh cho sự công bằng. Về sự kiên trì, cho dù cuộc sống có nhiều khó khăn, chúng ta cũng cần phải kiên trì, dũng cảm đối mặt và không nao núng. Đó là lời dạy của Đức Phật. Không nên thực hiện 6 việc ác. Đức Phật hiểu rõ nhân quả thiện ác và mong muốn giúp đệ tử của Ngài thoát khỏi sự đau khổ. Vì vậy, Ngài khuyên cả người cư sĩ nên tránh xa 6 nghề ác, bởi những nghề này không phù hợp với tâm từ bi của Đạo Phật và gây khổ đau cho nhiều sinh linh. Trong kinh A Hàm và Nikaya, 6 nghề ác đó được liệt kê sau đây. Không nên làm nghề săn bắn, không nên làm nghề chài lưới, không nên kinh doanh thịt sống, không nên kinh doanh thịt chín, không nên sản xuất hoặc kinh doanh rượu bia, các sản phẩm và dịch vụ gây nghiện, không nên kinh doanh buôn bán người. Những nghề này không chỉ mang lại lợi ích tạm thời, mà còn gây hại cho bản thân và người khác. Và khi chết, người làm 6 nghề ác này sẽ bị đọa vào 3 ác đạo. 4 việc ác đó là tham, sân, sợ, ngu. Để hiểu đúng về 4 ác này, chúng ta cần phân biệt rõ 2 loại tham dục. Tham dục để đáp ứng tham vọng cá nhân như tiền bạc, danh vọng, tình yêu, sắc đẹp và thùy chọn làm cho tâm trí mù quáng và mê muội, gây ra những hành động không tốt nên cần phải loại bỏ. Tuy nhiên, nếu tham dục phục vụ cho chánh kiến thức, chánh tư duy, cho việc học hành, trí tuệ, sự phồn thịnh xã hội, bình an và hạnh phúc, thì chúng ta nên thực hiện và phát huy. 4 việc ác, hay còn gọi là 4 nghiệp ác, mà Phật dạy: sát sinh, trộm cắp, dâm dật, vọng ngữ, là 4 điều ác mà bất cứ ai cũng nên tránh xa. Hàng ngày khi đọc báo, chúng ta vẫn thấy nhiều tội phạm phạm các tội này, như giết người, cướp tài sản, gây ra những bất an cho xã hội. Điều này cho thấy những gì Đức Phật đã dạy vẫn là những chuyện thực tế xảy ra hàng ngày trong thế gian này. 6 nghiệp hao tổn tài sản cần tránh. Đức Phật đã dạy rằng, nếu ai tránh được 4 nghiệp kết và 4 việc ác cùng với 6 nghiệp hao tổn tài sản, thì không chỉ đời này mà cả đời sau cũng sẽ được hưởng những quả tốt đẹp, có duyên lành. 4 việc ác đó là say rượu, uống trà, cờ bạc, phóng đãng, ngoại tình, đam mê âm nhạc không tốt. Nếu tránh xa 4 việc ác đó cùng với 6 nghiệp hao tổn tài sản và cúng dường 6 phương, thì đời này và đời sau đều sẽ tốt đẹp và căn cơ. Trong hiện tại, người đó sẽ được người khác khen ngợi và nhận được quả báo tốt nhất. Khi qua đời, người đó sẽ được sanh ra ở cõi thiện. Làm thế nào để đạt được sự giác ngộ và thấu hiểu đạo làm người? Để đạt được sự giác ngộ và thấu hiểu đạo làm người, bạn có thể thực hiện các bước sau đây. Tìm hiểu về đạo làm người. Hãy tìm hiểu về đạo làm người bằng cách đọc sách, nghe thuyết giảng hoặc tìm hiểu trên Internet. Hiểu rõ về giá trị đạo đức và nguyên tắc hành xử được giảng dạy trong đạo làm người. Thực hành thiền định. Thiền định là một phần quan trọng trong đạo làm người. Hãy thực hành thiền định để giữ tâm trí trong sáng và tập trung vào việc học hỏi và cải thiện bản thân. Thực hành những giá trị đạo đức. Hãy thực hành những giá trị đạo đức như phúc hậu,
lương thiện, giữ chữ tín, hoan dung, thành thật, khiêm tốn, chính trực và kiên trì. Thực hành những giá trị này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về đạo làm người và đạt được sự giác ngộ. Học hỏi từ người có kinh nghiệm. Hãy học hỏi từ những người có kinh nghiệm trong đạo làm người. Họ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những khía cạnh khác nhau của đạo làm người và giúp bạn đạt được sự giác ngộ. Thực hành hàng ngày. Hãy thực hành những giá trị đạo đức trong cuộc sống hàng ngày. Điều này giúp bạn áp dụng những giá trị đạo đức vào cuộc sống và đạt được sự thấu hiểu về đạo làm người. Giữ tâm trong sáng. Hãy giữ tâm trong sáng và tránh xa những việc ác. Điều này giúp bạn giữ được tâm hồn trong sáng và giúp bạn đạt được sự giác ngộ và thấu hiểu đạo làm người. Kính thưa quý vị Phật tử, quý vị khán thính giả, chúng ta thường phán xét một người dựa trên vẻ ngoài của họ, nhưng ít khi hiểu được rằng đằng sau khuôn mặt đó, nụ cười đó, ánh mắt đó hay hành vi lạ lùng đó là cả một thế giới đầy rẫy những mối lo toan, suy nghĩ, trăn trở hay những nỗi phiền muộn mà chỉ có họ mới hiểu được. Chính họ đang diễn nốt vai của mình và chắc chắn họ đã làm rất tốt. Bạn cũng vậy, cũng đang trong một vở kịch mang tên cuộc đời. Vậy đừng chỉ dựa vào những gì họ nói ra hay hành động của họ mà phán xét. Chẳng ai có thể khẳng định sẽ đủ mạnh mẽ và tươi cười khi bị người khác chỉ trích, đặc biệt là những lời chỉ trích không có căn cứ. Cuộc sống có rất nhiều sự việc xảy ra mà chẳng thể nào chúng ta hiểu rõ được bản chất. Chính vì vậy, không thiếu những lần chỉ vì quá vội vàng, chúng ta đưa ra những lời phán xét làm tổn thương người khác, khiến cho sự việc trở nên trầm trọng. Cuối cùng, đến khi nhận ra sự thật thì đã quá muộn màng. Câu chuyện dưới đây chính là lời nhắc nhở dành cho mỗi người. Đừng bao giờ đánh giá người khác dựa trên suy nghĩ cá nhân chủ quan, mà hãy xem xét tất cả các phương diện. Đừng vội vàng phán xét người khác khi bản thân không hiểu rõ về họ. Mỗi người đều sống có một hoàn cảnh, một số phận khác nhau. Người khác không có cách nào để hiểu được tường tận. Vậy cho nên đừng vội vàng chỉ trích hay phán xét người khác khi bạn không hiểu về tình huống chân thật của họ. Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng có một chú heo, một chú cừu và một chú bò sữa bị nhốt trong một cái chuồng. Một lần nọ, người chủ bắt chú heo. Chú heo liền lên tiếng kêu thất thanh, chống cự mãnh liệt. Cừu và bò sữa không thích tiếng kêu của chú heo nên giận dữ chỉ trích: "Người thật làm quá, ông chủ mỗi lần bắt chúng ta đều không kêu to ầm ĩ như nhà ngươi." Chú heo nghe xong liền đáp lại: "Việc bắt các anh và bắt tôi là hai việc khác nhau. Ông chủ bắt các anh chỉ muốn lấy lông và sữa của các anh, nhưng ông ấy bắt tôi là muốn lấy tính mạng của tôi. Các anh sao có thể hiểu được?" Cừu và bò sữa nghe xong đều im lặng, không nói được lời nào. Câu chuyện ngụ ngôn tuy ngắn ngủi, đơn giản nhưng lại rất sâu sắc. Nó nói cho chúng ta biết rằng người có lập trường không giống nhau, ở vị trí và hoàn cảnh khác nhau thì sẽ khó có thể hiểu được đối phương. Nếu như chúng ta có thể đứng trên lập trường của người khác để nhìn nhận vấn đề, có thể lý giải được người khác từ sâu bên trong nội tâm của họ. Có một câu chuyện khác như thế này. Một vị bác sĩ sau khi nhận được một cuộc điện thoại tiếp nhận một ca phẫu thuật, liền vội vã chạy đến và thay đổi trang phục vào bệnh viện. Cha của bệnh nhân nam đã không kiềm chế được bực tức mà trách móc: "Tại sao ông có thể đến muộn như vậy chứ? Chẳng lẽ ông không biết được rằng con trai của tôi đang ở trong tình thế nguy hiểm hay sao? Ông đúng là một người không có chút trách nhiệm nào cả."
Bác sĩ cười nhẹ nhàng, nói thật, xin lỗi, vừa rồi tôi không trực ở bệnh viện. Khi nhận được cuộc gọi điện thoại đó, tôi đã lập tức đến ngay. Xin ông bình tĩnh một chút. Bình tĩnh, nếu như người nằm trong phòng phẫu thuật là con trai của ông, thì ông có thể bình tĩnh được hay không? Nếu như hiện tại con trai của ông chết rồi, ông sẽ như thế nào đây? Cha của người bệnh phẫn nộ nói liền. Bác sĩ vẫn ôn tồn giải thích. Được rồi, tôi sẽ đọc thầm kinh Phật, hãy cùng cầu nguyện cho con trai của ông. Cha của bệnh nhân lại tức giận nói, chỉ có những người thờ ơ với sự sống chết của người khác mới có thể nói những lời như vậy. Mấy tiếng sau, ca phẫu thuật thành công. Bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật đi ra rất vui vẻ, nói với người cha, cảm ơn trời đất, con trai của ông đã được cứu rồi. Không chờ người đàn ông kia trả lời, vị bác sĩ vội vàng rời đi và nói, nếu như có vấn đề gì, ông có thể hỏi y tá. Cha của người nam bệnh nhân giận dữ bất bình, nói với y tá, ông ta thật ngạo mạn, ngay cả việc tôi muốn hỏi tình huống của con trai mình có mấy phút đồng hồ cũng không được. Nữ y tá rớt nước mắt nói, con trai của vị bác sĩ hôm nay đã qua đời vì tai nạn giao thông. Lúc chúng tôi gọi điện cho bác sĩ đến mổ cho con trai của ông, cũng chính là lúc bác sĩ đang trên đường đến nhà tang lễ. Bây giờ đã cứu sống được con trai của ông rồi, bác sĩ phải vội trở về để chôn cất con trai của mình. Có hai con hổ, một con ở trong chuồng, một con ở nơi hoang dã. Hai con đều cho rằng hoàn cảnh bản thân mình đều không tốt. Đôi bên đều ngưỡng mộ đối phương, thế là chúng quyết định thay đổi thân phận với nhau. Lúc mới bắt đầu, cả hai đều vô cùng vui vẻ. Nhưng không lâu sau đó, hai con hổ đều không còn. Một con chết vì đói, một con chết vì u sầu. Sở dĩ chúng ta không thể hiểu biết được câu chuyện cuộc đời của một người, mãi mãi không thể cảm nhận được sự hỉ nộ ái ố mà người ta đã phải trải qua, cho nên chớ có vội đánh giá và mong ước được như họ. Những mâu thuẫn không đáng có trong các mối quan hệ, những cuộc cãi vã liên tiếp xảy ra, nguyên căn đều đến từ cái nhìn phiến diện của con người. Vì vậy, không nên có cái nhìn hẹp hòi chủ quan như thầy bói xem voi, vội vàng đánh giá người khác. Hãy luôn cố gắng nhìn nhận và lý giải câu chuyện từ nhiều góc nhìn trước khi vội phán xét. Từ đó có thể thấu cảm, chia sẻ với họ từ tận đáy lòng của mình để trở nên gần gũi và gắn kết. Một câu chuyện khác. Một con tàu du lịch gặp sự cố đắm thuyền. Trên thuyền chỉ còn một cặp vợ chồng cùng nhau chạy đến thuyền cứu sanh. Nhưng trên thuyền chỉ còn một chỗ trống duy nhất. Người đàn ông này thì đẩy vợ mình ra sau và lên thuyền cứu sanh. Lúc đó, người phụ nữ này nói với chồng một câu. Nói đến đây, bạn tôi hỏi tôi, cậu nói cô ấy sẽ nói gì với chồng mình? Tôi đoán cô ấy sẽ rất tức giận, cho nên đáp, tôi hận anh, đúng là tôi bị mù mới lấy anh. Bạn tôi lại nói, người phụ nữ này hét lên một câu, chăm sóc tốt cho con của chúng ta. Bây giờ tớ kể nốt câu chuyện. Sau khi thuyền chìm, người đàn ông được cứu trở về nhà, đơn độc nuôi con gái lớn lên. Nhiều năm sau, ông ta bị bệnh và qua đời. Con gái của ông khi sắp xếp lại di vật của cha, phát hiện cuốn nhật ký. Thì ra, bố mẹ của cô đã cùng nhau lên thuyền. Họ biết mẹ bị bệnh nan y, không thể chữa khỏi. Nói về lúc đó, chỉ còn một cơ hội sống sót cuối cùng, ông đã viết trong nhật ký, anh muốn cùng em chìm xuống đáy biển, nhưng anh đã không làm được, bởi vì con gái của chúng ta. Anh chỉ đành để em một mình nằm dưới đáy biển sâu. Thiện và ác trên thế gian có lúc lắm mối rối bời, khó lòng có thể phân biệt. Bởi vậy đừng nên dễ dàng nhận định. Người thích chủ động thanh toán tiền,
không phải bởi người ta dư giả, mà là bởi người ta xem trọng tình bạn hơn là tiền bạc. Trong công việc, người tình nguyện nhận nhiều việc về mình không phải bởi người ta ngốc, mà là bởi người ta hiểu được ý nghĩa của trách nhiệm. Sau khi cãi nhau, người xin lỗi trước không phải bởi người ta sai, mà là bởi vì người ta hiểu sự trân quý của người bên cạnh. Người tình nguyện giúp đỡ người khác không phải vì nợ người khác điều gì, mà là bởi người ta xem người đó chính là bạn. Cuộc sống của người khác phát sinh điều gì, họ đang trải qua những khó khăn, trắc trở gì, đứng tại lập trường của mình, chúng ta không thể nào biết được. Những điều chúng ta nhìn thấy chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Chúng ta có từng trải qua nỗi khổ đau mới hiểu được nỗi khổ đau của người khác. Chúng ta có từng trải qua con đường gập ghềnh nhấp nhô mới hiểu được người khác đang trải qua. Một người thật sự hiểu được, tu dưỡng bản thân sẽ hiểu được lời nói có lợi, có hại, hiểu được không nên nhìn nhận vấn đề từ một phía. Như vậy, giữa con người với con người, việc làm tổn thương nhau sẽ giảm đi rất nhiều. Có câu, hạnh phúc không phải là được quyết định bởi tài phú, quyền lợi và dung mạo, mà được quyết định bởi mối quan hệ giữa bạn và những người xung quanh. Bạn muốn là một người vui vẻ hạnh phúc, vậy hãy lấy việc đối xử tử tế với người khác làm xuất phát điểm cho mình. Khi bạn đã biết đón nhận cuộc sống bằng cái nhìn đa chiều, bạn đem lại niềm hạnh phúc cho bản thân và mọi người xung quanh. Biết suy nghĩ cho người khác, chúng ta có thể trở nên rộng lượng và bao dung. Đây là tiền đề để kết nối những mối quan hệ trở nên bền chặt và chân thành. Không có gì tầm thường trên thế giới này, tất cả đều phụ thuộc vào góc nhìn.